Thu chi của thằng đầu đèn khi nó có tiền em cứ xỉa. Nhưng mà tụi em tuyên bố là dân miền Tây hay đu đu nghĩa. Đâu có cái sâu không chỉ anh chi con em hay con. Quê của mày con nhớ có chuyện giết người mà không thân dân cũng hay. Nhiên này tiên lọc lọc theo bộ chủ là thầy. Ông gia em đi không nào mấy thằng không biết sao mà sao. Đứng gì đi rồi nên động nào đến ngày nào đó. Mua rồi bán nhà thằng em ở trong biệt vườn.